Ở đây là một cái giếng nước tự nhiên nha. Thì nó có một cái mạch nước ở dưới đất, nó sẽ cứ phun trào lên vậy. Mà nước đây thì rất là nóng nha, tầm 80 cho tới 85 độ, cực kỳ nóng luôn. Nên ở đây lúc trước thì người ta hay đến đây, người ta thả trứng vô trong cái ô này nè, rồi để người ta nấu trứng. Ngay cả cái thành này mà người sờ vô nó cũng cực kỳ nóng luôn. Thì khi mọi người đến đây á, thì mọi người thả trứng vô trong cái son này, thì nước nóng nó cứ tràn ra liên tục, nó sẽ tràn ra cái son này, rồi nó sẽ làm chín trứng. À, lúc xíu xíu nữa thì mình sẽ đến đây mình lấy trứng và mình ra ngoài mình ăn thôi. Đây, mời tất cả mọi người nha. Đó, khi trứng ở dưới suối lên thì nó chỉ có như vậy thôi, chứ nó không có đặt được đâu nha. Đó, đây là trải nghiệm thực tế khi đến với suối nước nóng nè. Mọi người ngồi ở một cái không gian này nè, rồi sẽ được thưởng thức trứng như thế này. Mời tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay thì em sẽ cùng với tất cả mọi người tiếp tục đi du lịch và khám phá ở Bình Thuận. Hôm nay thì em sẽ đưa mọi người đi đến suối nước nóng Bưng Thị. Thường thì mọi người sẽ nghe nói đến là Bình Thuận giáp danh sẽ có một cái suối nước nóng gọi là suối nước nóng Bình Châu, giáp danh với lại Vũng Tàu. Nhưng mà ít người biết là Bình Thuận có một cái suối nước nóng nhỏ nhỏ nữa mang tên là suối nước nóng Bưng Thị. Và hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi. Thì để mọi người đi đến đây thì mọi người có thể đi đường, cái dọc đường biển. Thì mọi người sẽ ghé ngay cái chỗ đồi sứ Kê Gà, sẽ có một cái hướng rẽ lên để cho mọi người đi đến suối nước nóng Bưng Thị. Và hôm nay em đang trên con đường này để đi ra suối nóng Bưng Thị để giới thiệu cho mọi người nha. Giờ mọi người hãy đi theo em. Đoạn đường này thì cũng khá là vắng, chỉ có hai bên là rừng và có cái đường ở chính giữa thôi. Bây giờ em sẽ đi thẳng thẳng rồi đến cái đoạn nào mà có ngã rẽ thì em sẽ quay cho mọi người xem. Mọi người đi lên một đoạn thì mọi người sẽ thấy một cái biển ghi là suối nước nóng. Rồi mọi người sẽ đi vào một cái đường đất. Ở trong đây giống như một cái rừng, xung quanh đây cây và tiếng chim hót ríu rít luôn. Ở đây có những cái rừng cây nhỏ nhỏ thôi phải. Đây cũng là lần đầu tiên mà em đi vào cái suối nước nóng này. Thì em nghe nói là từ cái đầu đường để mọi người đi vào tới cái nguồn nước nóng thì mọi người đi khoảng 5 cây. Mọi người đi vào một đoạn thì sẽ thấy một cái biển nữa, chỉ một cái ngã rẽ vào đây. Tính ra thì ở đây nó cũng là một cái nơi em thấy nó cũng rất là hẻo lánh nha, chắc là chỉ toàn là rừng thôi. Qua đây không có người luôn á. Nếu như cô chú anh chị mà muốn trải nghiệm đi du lịch mà hoang dã thì cô chú anh chị có thể tham khảo khu này. Để mọi người đi vào thì mọi người đi chắc cũng khoảng 3-4 cây gì đó, em nghĩ khoảng đó. Mọi người đi tới đây, mọi người sẽ thấy một cái đài nước. Và cuối thì mọi người sẽ gặp một cái trạm. Ở chỗ này có nhà vệ sinh nè. Cái trạm này chắc là một cái trạm bảo vệ rừng thôi. Rồi em sẽ cùng với mọi người đi vào trong ha. Đây có khách du lịch Sài Gòn luôn nè, có biển số Sài Gòn luôn. Giờ em sẽ cùng với mọi người đi vô ha. Khi mọi người đi vào ngay chỗ cái tháp nước thì mọi người đi vào một chút xíu sẽ có một cái chỗ giữ xe. Thì bên này là một cái ban quản lý. Đây là ban quản lý bảo vệ rừng. Ở chỗ này thì có một cái biển cấm khai thác nè, của khu bảo tồn nè. Ở đây thì như là ghi chữ khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, có nghĩa là khu này nó sẽ giáp danh với núi Tà Cú luôn. Và bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi quanh quanh đây ha. Ở đây là một cái gọi là một cái suối nước nóng tự nhiên. Thì chỗ này thì bây giờ người ta có bỏ bàn ghế đó nè, cho mọi người đến đây ăn uống. Đây thì có một cái chốt của chú đây quản lý khu này. Ở đây thì mọi người đến đây thì phí mọi người trả là 20.000 cho tiền công dọn rác và chú để những cái bàn ghế này cho mọi người ngồi nè. Nhà vệ sinh cho mọi người tắm. Dạ, có nhà vệ sinh cho tắm luôn.
Tối mình ở lại đây không được không chú? Thầy báo trước 14 giờ. Dạ, thầy ở lại mình có mất thêm phí gì không chú? Không, 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 không. Dạ. Là nước sinh hoạt là mình sử dụng trong đây hết. Dạ. Và tối nếu mà muốn ở lại cắm trại thì ở đây được. Báo trước 14 giờ là ok, không có dạ. gì hết. Dạ. Cái đó để mình báo với lại bên xã. Bên mình sẽ báo với làm việc cái xã. Chỉ dạ. báo với bên mình thôi. Dạ dạ. Ở đây là một cái khuôn viên mà ở đây là bia rừng luôn hả chú? Bia không, đây là lõi của rừng, trung tâm của rừng luôn. Trung tâm của rừng luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Đây em hình dung là cái rừng nó vậy thì đây nằm đây. Dạ. Con đi vô con cứ tưởng đây là bìa rừng, còn bên kia mới là rừng. Đâu đó, bên kia là vô là rừng luôn á. Ở bên này mình đi qua núi Tà Cú gần không chú? Tà Cú hướng này. Dạ, cứ thẳng đường này là... Cái số đường chim bay. Dạ, 7 cây. À, 7 cây chim bay, ra Tân Thuận, ra chỗ Tân Thuận thì là 3 cây, 4 cây. Dạ. Còn ra Thuận Quý thì cũng 3 cây. Dạ. Đó, Thuận Quý là cái đường mà lúc nãy em với mọi người Quý đi vô. Đường, đó, đường hướng này nè. Dạ, đường hướng biển đó, đi đường lên. Đường mòn đó. Là mình đi thẳng đường này vẫn được luôn hả chú? Được, có đường mòn đi dọc suối luôn. Dạ, wow. Là mọi người đi dọc suối đi bộ vẫn có thể đi ra biển được luôn nha. Đi dọc suối về hướng đông thì ra Thuận Quý, đi dạ. về hướng tây thì ra Tân Thuận. Đó, dạ, đó, dạ, dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi khám phá quanh khu này. Khu này là một cái khu mà ở dưới nước, ở dưới đất có một cái mạch nước ngầm là nước nóng. Ở chỗ này có một cái giếng nè. Thì lúc trước là không có cái giếng, nhưng mà bây giờ thì mấy chú khu bảo vệ ở đây á, mấy chú sẽ làm cái giếng lên cho nó sạch sẽ hơn. Em cho mọi người xem nha. Ở đây là một cái giếng nước tự nhiên nha. Thì nó có một cái mạch nước ở dưới đất, nó sẽ cứ phun trào lên vậy. Mà nước đây thì rất là nóng nha, tầm 80 cho tới 85 độ, cực kỳ nóng luôn. Nên ở đây lúc trước thì người ta hay đến đây, người ta thả trứng vô trong cái ô này nè, rồi để người ta nấu trứng. Ngay cả cái thành này mọi người sờ vô nó cũng cực kỳ nóng luôn. Không phải là do ánh nắng 11, 12 giờ trưa đâu, nhưng mà tại vì cái nước nóng ở trong cái hồ này nó rất là nóng, nên cái thành này mọi người đụng nó cũng nóng lây luôn. Và ở đây thì có những cái ống dẫn. Ở đây ban quản lý làm những cái ống dẫn ra nè. Thì dùng những cái ống của bình nước nóng á, nó mới chịu nhiệt được nha. Rồi sẽ dẫn qua những cái hồ nhỏ ở bên kia. Đó. Ở đây thì bây giờ... Lúc trước người ta hay thả trứng vào đây sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Rồi bây giờ ban quản lý người ta sẽ làm cái ống dẫn như nè. Xong rồi có cái vòi ra. Thì khi mọi người đến đây á, thì mọi người thả trứng vô trong cái son này. Thì nước nóng nó cứ tràn ra liên tục, nó sẽ tràn ra cái son này. Rồi nó sẽ làm chín trứng. Và lúc xíu nữa thì mình sẽ đến đây mình lấy trứng và mình ra ngoài mình ăn thôi. Đó, có chữ luộc trứng nè. Ở đây thì khí hậu khá là nắng nha. Ở đây đa số là cát ha. Nhưng mà nước đây thì cực kỳ nóng. Mọi người cẩn thận khi đụng vô nước này nha, bỏng tay luôn á. Đó, mọi người thấy nước sôi nè, bốc khói nè. Không biết mọi người có nhìn thấy khói không? Chứ em đứng đây em nhìn thấy khói bốc lên luôn nè. Đó, nước đây rất nóng, sờ tay vô đây là đã thấy nóng rồi nè. Rồi, em sẽ cùng với mọi người đi dạo quanh đây. Mọi người muốn lấy nước chỗ này ra đây cũng được, hoặc là lấy nước ra đây cũng được. Cái này cũng có một cái van để xả ra cái son nè. Nước đây thì nó không có sôi nhiều đâu, nó sôi vừa vừa thôi. Nhưng mà nước nó cứ dâng trào liên tục và nó đủ để nó chảy ra cái son này. Nếu như mọi người đến đây thì mọi người thử trải nghiệm luộc trứng nha. Rồi bây giờ em sẽ cùng mọi người đi xuống dưới đây. Xuống dưới dòng suối dưới chỗ này. Ở dưới đây có thêm một cái dòng suối nữa. Ở dưới đây có một cái mạch nước ngầm, nhưng mà cái mạch này nó sẽ ấm hơn, nó không nóng bằng ở trên, nên bạn quản lý người ta không có rào lại. Mọi người thấy không? Ở cái mạch nước mà nước nóng á, thì mọi người sẽ thấy cát nó khác ở bên ngoài. Bên ngoài thì cát nó vàng, nhưng mà ở dưới cái mạch nước nóng á, thì cát nó sẽ trắng. Lúc này thì mọi người vẫn sờ được tầm 40 mấy độ, nhưng mà vẫn bớt rất nóng nha. Cái này không phải bốn mấy đâu, chắc cũng phải 50 mấy độ á. Rất là nóng nha. Không biết là phải là do buổi trưa nó nóng không, nhưng mà theo em thấy thì nó cũng rất là nóng, không bằng ở trên kia thôi. Nhưng mà cái mạch này nó cũng rất nóng nè, nó xì từ trong đất ra nè. Ở đây có rất nhiều cái mạch nó xì ra. Và nước này là nước nóng, nó sẽ từ cái hồ này nó chảy ra dòng suối nước lạnh luôn.
Em đi ra ngoài cho mọi người xem này. Đây, đây là cái nguồn ra này. Ở chỗ này cũng còn khoảng 40 độ. Rồi đây, ra đây là nước lạnh nè. Nước lạnh là nước từ trong bìa rừng sẽ chảy ra. Ở trong cái giàn cây này nó sẽ chảy ra, nó sẽ theo dòng suối này chảy ra. Và chỗ này sẽ là nước mát. Nước này thì không có nóng nữa, mát lạnh luôn. Mọi người thấy hay không? Nước từ trong rừng ra thì sẽ là rất là lạnh. Còn nước dưới đất lên thì sẽ rất là nóng. Đây là một khu còn rất là hoang sơ nha. Mọi người thấy ở đây cây rậm rạp nè. Có những cái cây dương sỉ nè, mọc rậm rạp luôn. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi qua bên kia cho mọi người xem dòng suối. Thì mọi người đến đây thì mọi người hoàn toàn có thể ở lại cắm trại. Phí một người là 20.000. Và mọi người chú ý là không xả rác nha. Em sẽ cùng với mọi người đi quanh quanh nơi này. Ở đây có rất nhiều khách du lịch nha. À, em cho mọi người xem cái chỗ này nữa. Từ trong cái giếng mọi người thấy lúc nãy có một cái ống á. Thì cái ống đó là ban quản lý cho nó chảy ra đây. Nó chảy ra cái hồ này. Khi được dẫn qua cái đường ống này thì em nghĩ là nước nó sẽ giảm nhiệt độ rồi. Đó, có cái hồ chỗ này. Và làm cái hồ nước ấm để cho ai thích tắm nước ấm ở chỗ này. Ra đây thì nhiệt độ nó sẽ giảm rất là nhiều rồi. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi quanh quanh đây ha. Ở đây ai thích tắm nước ấm thì có thể tắm ở khu này. Ra đây sẽ giảm nhiệt độ dần dần, xong rồi chảy ra những cái ô này. Rồi đi tiếp ha. Cái này là dòng suối. Ở đây có một cái biển ghi là trải nghiệm bắt cá lươn và ếch. Chỗ này có cá nha. Chỗ này có cá nè. Wow, có những con cá rất là lạ nha. Cái mỏ nó dài dài. Ở trong đây thì ban quản lý sẽ thả cá lươn và ếch. Mọi người muốn bắt thì mọi người sẽ trả phí và trải nghiệm. Còn chỗ này là nước rất là mát nè. Chỗ này có mấy bạn nhỏ đang bơi. Nước cực kỳ trong luôn. Đó, mọi người muốn tắm nước mát thì mọi người tắm ở đây. Còn muốn tắm nước ấm thì lên trên chỗ này. Còn luộc trứng gà nóng thì qua bên kia. Chỗ này thì ban quản lý còn để mấy cái ghế cho mọi người ngồi nghỉ thư giãn nè. Rất là mát luôn nha. Ở đây thì em nghĩ là gia đình đi vào đây cắm trại thì cũng rất là hợp lý nè. Ban quản lý làm những cái lán che cho mọi người ngồi ăn, ngồi trên mặt nước luôn. Rồi em sẽ cùng với mọi người đi quanh quanh đây nữa nha. Ở đây thì có rất nhiều khách du lịch đến đây. Đây, chỗ này có thể một cái nơi mà có bàn nữa nè. Có bàn ghế luôn. Đó, mọi người ngồi ăn ở đây nè. Dưới đây thêm một cái giếng nước mát. Ở đây người ta làm cái bi nhưng mà nước mát nó chảy vô đây. Chỗ này chắc là không phải là nước nóng đâu. Rất là mát luôn. Chỗ này mọi người nằm ngay cái võng này. Nghe tiếng nước chảy róc rách róc rách. Wow, rất là đã ha. Bên này thì có một anh đang cắm trại. Bên này cũng có một cái dòng suối. Cũng có một nơi để mọi người ngồi ăn uống. Đây là nước từ trong rừng chảy ra thôi. Ở đây cây còn rất to nha. Cực kỳ mát mẻ luôn. Hôm nay đến đây quay cho mọi người. Nếu mọi người muốn đến trải nghiệm thì mọi người có thể tham khảo địa điểm này ha. Cả gia đình có thể ngồi ăn ở trên đây. Cắm trại chỗ này.
nghe tiếng suối chảy róc rách. Ngoài kia thì có một dòng suối để mọi người có thể luộc trứng được nữa. Rất là hợp lý đúng không? Cái điều đi vô đây thì cái đoạn đường nó hơi nắng tí, còn vô đây thì mát rồi. Nấu ăn trễ vậy anh? Nấu ăn trễ vậy? Đây có khách du lịch mới vô nữa nè. À, ở đây em quên giới thiệu mọi người là nếu như mọi người mà muốn ăn uống mà muốn đặt đồ ăn thì mọi người lên ban quản lý. Ở trên đó có gà vịt gì làm sẵn cho mọi người luôn. Nếu như mọi người mà thích ở lại cắm trại thì mọi người có thể tham khảo khu này nha. Tối ở đây thì chỉ có chim hót ríu rít thôi. Rất là yên tĩnh luôn. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi qua bên kia và em sẽ chờ trứng chín và em sẽ quay cho mọi người xem là ở đây khi mọi người nhúng trứng xuống dưới suối này thì nó chín được bao nhiêu phần trăm nha. Nãy giờ em cùng mọi người đi quanh quanh rồi, bây giờ nghỉ mát một chút xíu rồi sẽ quay trứng cho mọi người xem. Chỗ này em quay cho mọi người xem mấy cây rừng. Có nhiều cái thân leo nó bám đầy cái cây luôn. Chứng tỏ rừng này là rất là ẩm ướt nha. Thân dương sỉ rồi cũng nhiều nè. Ở dưới đây thì có nước nữa. Trong đây chắc cũng có cá. Hôm nay thì mọi người đến đây đông nên chim nó bay hết rồi. Lâu lâu mới nghe tiếng chim thôi. Sau một khoảng thời gian hai anh em ngồi chờ thì bây giờ đi ra vớt trứng lên nè. Đó, hồi nãy là có một người nữa để trứng ở đây. Bây giờ còn trứng của hai anh em nữa nè. Hơn tiếng. Dạ, bây giờ anh em mình lấy xuống dưới kia bóc ha. Đó, nước rất là nóng nha. Nóng chứ bộ, nóng cay chứ bộ. Rồi, giờ đi xuống dưới trại. Xuống trại để bóc ăn thử cái trứng này nha. Để em cho mọi người xem là nước ở đây thì có đủ chín được cái trứng gà này không nha. Cái này chỉ lát cốt thôi. Cho mọi người hình dung được là nước ở đây nó có nóng bằng nước ở dưới Bình Châu không. Anh Dương đi đây thì thấy đây với Bình Châu nước nào nóng hơn ta? Thì theo anh nghĩ thì hai nơi cái nhiệt độ nước cũng xem nhau á. Rồi, giờ anh em mình ra bóc thử coi. Rồi, trứng này không biết là nó chín chưa hả? Chín hẳn, thử nghiệm thì không chín hẳn đâu. Không, nó cũng đặc, lắc nó hết kêu rồi. Chúng mọi người lắc nó cũng hết kêu được rồi. Mà rất là nóng nha. Ồ, chín rồi. Cỡ này là ăn được rồi. Đây, mời tất cả mọi người nha. Đó, khi trứng ở dưới suối lên thì nó chỉ có như vậy thôi, chứ nó không có đặc được rồi nha. Đó, đây là trải nghiệm thực tế khi đến với suối nước nóng nè. Mọi người ngồi ở một cái không gian này nè. Rồi sẽ được thưởng thức trứng như thế này. Mời tất cả mọi người nha. Ở đây em sẽ quay kỹ cho mọi người xem nè. Để lúc mà em không mở ra hết thì mọi người cứ nghĩ là lòng đỏ nó sẽ còn sống. Nhưng mà thực tế là ở trong đây thì cái lòng đỏ nó đã bắt đầu nó dẻo lại luôn rồi. Nó không còn sống đâu. Đó, cho mọi người coi kỹ nè. Ra chút ánh sáng nè. Đó, mọi người thấy không? Cái lòng đỏ nó sệt lại luôn rồi. Lòng trắng thì nó hơi lỏng lỏng thôi, chứ còn lòng đỏ là nó sệt lại rồi, nó không có còn loãng nữa đâu. Đó, như vậy thì mọi người có thể ăn được rồi, bỏ chút muối tiêu là có thể ăn được. Để ăn trứng ở đây mà ngon á, thì cái trứng nó nóng rồi thì mọi người nên bỏ một chút muối tiêu vô đây. À, người ăn sẽ rất là ngon luôn. À, mọi người thấy trứng nhìn đã không? Cái này thì đối với mọi người mà thích ăn trứng có lòng đào thì mọi người sẽ rất khoái ăn cái kiểu này. Mà đối với người nào mà ăn không được lòng đào thì em nghĩ là mọi người nên vào trong ban quản lý nhờ bên ban quản lý sẽ luộc lại cho. Cái còn trứng ở ngoài suối nước nóng thì nó chỉ chín cỡ này thôi nha. Cái đoạn đường này thì cô chú anh chị chú ý là khi cô chú anh chị đi vô đây thì đường này là toàn là đường sỏi với đá thôi nha. Và đường này thì cô chú anh chị có thể đi bằng ô tô được. Nếu như cô chú anh chị muốn kiếm một cái nơi du lịch mà nó gọi là hoang dã một tí, gọi là ít người, có thể là tận hưởng được không khí của thiên nhiên, thì cô chú anh chị có thể tham khảo địa điểm này. Cái
Còn em thì em thấy là địa điểm này nó có cái thú vị là ở đây có một cái suối nước nóng ngay giữa rừng. Một bên là nước nóng, còn một bên là nước lạnh. Thì em thấy nó rất là lạ và muốn giới thiệu cho mọi người. Ở trên đường đi ra thì em sẽ thấy một cái vườn thanh long này, có rất nhiều bông luôn. Quay cho mọi người xem, đây là thanh long của Phan Thiết nè. Đó, thanh long cái vườn rất là đẹp. Ở đây người ta trồng bạc ngàn luôn nha. Bên này thì sẽ có một cái vườn đã chín rồi. Bên kia thì còn bông, còn bên này có chín nữa nè. Trái rất to luôn nha. Đó, đây là vườn thanh long. Thanh long là hình như là thanh long đỏ nè mọi người. Cái tai nó khác với thanh long thường của mình. Đó, thanh long đỏ đó. Wow, đây rất là nhiều luôn. Và mọi người thấy ở đây là người ta dùng hệ thống tưới tự động hết nha. Cho mọi người xem xa xa đang phun kìa. Đó, xa xa mọi người thấy là hệ thống phun tự động nó phun trắng trắng ở trên nóc. Ở đây một cái vườn cực kỳ rộng lớn luôn nha. Đó, nhà người ta thì ở bên trong, còn cái vườn thì ở bên ngoài. Đó. Sẵn đi ngang đây quay cho mọi người xem. Thì vườn này rất là rộng, nếu mà có đi mọi người đi cũng không hết đâu. Nên quay cho mọi người biết là bây giờ thì thanh long Bình Thuận là trồng mùa này là mùa lạnh được nha. Trồng trái vụ được thì ở đây người ta có chăm đèn rồi đó. Một cái vườn rất là to. Nếu mọi người đến với Phan Thiết thì mọi người có thể đi đến suối nước nóng Mừng Thị nè. Sau đó mọi người ghé ở đây thì tham quan mấy vườn thanh long, tham quan vườn dưa lưới ở gần đây nữa nè. Đó. Bây giờ thì em xin dừng cái clip này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ. We'll be right back.